Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ câu chuyện bó đũa. Câu chuyện bó đũa là một loại chuyện ở Việt Nam, mình là chuyện cổ tích Việt Nam sao ấy. Bây giờ mình bắt đầu làm nhá. Mọi người ơi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ sự tích mông cúc trắng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay của mình sẽ có từ Chí Khôn Ta Đây. Chí Khôn Ta Đây là một câu chuyện cổ tích ở Việt Nam mình nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu cam nha. À đâu, tôi thơm màu đầu tiên màu cam nha. Bất cứ buồn đây, chẳng làm sao chấp nhận nào. Biết lúc ta đi tới xa nào, tình vẫn chỉ đến mơ mơ. Dù tình không cho người đáng buồn, hy vọng sau này yêu một người khác. Không có nơi mà hát như xem bạc, yêu đương người cũng kết thúc khó nhau. Mọi người ơi, đây là phần màu cam của mình nha. Các bạn ơi, đây là màu cam của mình. Các bạn ơi, đây là màu cam của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ xỏ phần màu tím. Mình đang xỏ màu tím nhé mọi người ơi. Đây là màu tím của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây là màu tím của mình. Các bạn ơi, đây là màu tím của mình nhé. Bây giờ mình sẽ xỏ màu xanh ngọc nhé mọi người. Điều gì sẽ đến nhanh thôi. Mọi người ơi, đây là màu xanh ngọc của mình này. Đây là phần xanh ngọc của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh ngọc của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ nha. Mọi người ơi, đây là màu đỏ mình vừa xỏ vào này. Đây là bốn màu của mình nha. Mọi người ơi, sau màu cam, màu tím, màu xanh ngọc và màu thứ tư của mình là màu đỏ nhé. Mọi người ơi, đây là màu thứ tư của mình, màu đỏ mình đã vừa xỏ vào xong. Bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ tiếp nha mọi người. Chỉ ký ức của về
Mọi người ơi, đây phần hạt chữ của mình này. Đây phần hạt chữ này mọi người. Mọi người ơi, phần hạt chữ của mình nhá. Bây giờ mình sẽ xỏ thêm một xíu hạt chữ nữa và mình kết vòng nha. Chúng ta có thể sẽ còn được tất cả. Tại sao khi mình không còn nữa. Ai cầu cứu? Cuối cùng mình chỉ ăn trước họ thôi, cân sắm rồi và thế là trời ơi, chị ngồi cứ chị cứ rút cái giấy này thì chắc là hết cả túi mất mặt chị ơi, nhiều dầu. Chị hiền năm nào chị cũng phải mua. Mọi người ơi, chiếc vòng của mình đang trang trí nốt nha, sắp hoàn thành rồi nha. Mọi người ơi, đây này, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, nhìn này, đây là chiếc vòng của mình. Chiếc vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Các bạn ơi, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc nhá. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để cho mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Chứ cái này lấy lại dán ra mỡ mất, trời ơi nhiều quá trời luôn. Rồi chị dùng thuốc, chị dùng thuốc. Không, bình thường thì mặt chị nó cũng nhiều.